Wow. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám, và tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị, bây giờ là đúng 7 giờ tối ngày 20 tháng 5 năm 2019, và chúng tôi đang lắp đặt và bộ hoành phi câu đối cho nhà anh. Nhà mình nhà anh tên gì em quên nhỉ? Trung Giang anh xã. Trung Giang à? Và đang lắp bộ hoành phi câu đối cho nhà anh Trung Giang ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba. Và bây giờ đúng 7 giờ tối đấy. Trời đã hơi sẩm tối rồi và nên nó không được rõ nét lắm. Đúng 7 giờ tối ngày 20 tháng 5 năm 2019. Và cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám tôi đang trực tiếp lắp đặt cho anh Trung Giang, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, bằng bộ hoành phi câu đối bằng gỗ mita và sơn son thiếp bạc. Và cơ sở của tôi có địa chỉ là xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0987510806. Còn quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ hoành phi câu đối như này thì sẽ liên hệ vào số điện thoại 0987510806. Và cơ sở sản xuất chúng tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chúng tôi chuyên sản xuất các đồ nội thất như giường tủ, bàn ghế, đồ thờ và các loại nội thất trong nhà. Và tôi sẽ phục vụ quý vị trên mọi miền tổ quốc. Và ba chữ ở bức cuốn thư gọi là Đức Lưu Quang. Và bên này là câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh, bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và trên màn hình quý vị nhìn kia là anh chủ nhà đấy, và anh đang lau những cái bụi nơi vừa khoan trên tường rồi. Đây là đây, hai vợ chồng ở anh chủ nhà đây, rất là tình tứ đây. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Xin hẹn lại quý vị clip sau nhá.